Ngày Tết Nguyên đán đã cận kề, tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống. Người dân vùng cao đang hướng tới một mùa xuân yên vui hơn, ấm áp hơn. Ở bản Sapa 10, thị trấn Mường Khương, địa bàn cư trú của hơn 60 hộ dân người Pa Xí, những khởi sắc trong cuộc sống nơi đây đang làm cho niềm tin vào tương lai thêm vững chắc. Những buổi vệ sinh môi trường như thế này đã được bà con thôn Sapa 10 thực hiện thành thông lệ. Đặc biệt là vào những ngày giáp Tết Nguyên đán như hiện nay, đường thôn luôn được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Diện mạo của thôn bản vùng cao này nhờ vậy cũng ngày càng tươi sáng. Tháng nào cũng tổng vệ sinh, mỗi tháng tổng vệ sinh một lần, có tháng thì tổng vệ sinh hai lần. Bây giờ cũng đến Tết về cũng mong thôn bản mình ngày càng đẹp, ngày càng sạch. Nhìn những hình ảnh này, ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm về trước, Sapa 10 là một thôn nghèo. Xuân này, nơi đây có thêm nhiều mái nhà khang trang được mọc lên. Lúa thóc làm ra không chỉ đủ ăn mà còn có để bán trang trải cuộc sống gia đình. Hơn nữa, 10 hecta quýt sau mấy năm dày công chăm sóc giờ cũng đã cho những mùa quả ngọt. Bởi làm ngô thì mình không có tiền để tiêu thoải mái, thì mình vẫn phải đi làm thuê. Thì bây giờ thì trồng quýt ra thì mình chỉ có chăm sóc cây quả xong là vẫn thu hoạch được khá khá, thì không phải đi làm thuê nữa. Nhìn lại năm 2020 là một năm thật sự khó khăn của bà con nông dân, nhất là ở vùng cao Lào Cai, khi thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra. Tại Sapa 10, gian nan cũng không phải là ít. Nhưng sự chủ động, đồng sức đồng lòng đã giúp bản vùng cao vượt khó thành công. Sau khi ghép thôn, hết năm 2020, Sapa 10 chỉ còn 8 hộ nghèo. Ở địa phương thì chúng tôi cũng có mời các bí thư chi bộ, thôn trưởng của thôn tổ dân phố là cũng đã lên đây tham quan, học hỏi bà con ở đây để về là tiếp tục mà phát triển ở nhiều thôn, đặc biệt là các thôn biên giới hiện đang là khó khăn. Với bà con ở Sapa 10, con đường này là khởi nguồn cho sự đổi mới, là minh chứng cho sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương tới đời sống của bà con. Vậy nhưng, động lực mạnh mẽ nhất để bản nghèo thay áo mới là thay đổi trong nhận thức của chính người dân, tự tin với hướng đi mới, chủ động tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật để vươn lên xóa đói giảm nghèo.